Đúng và rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xin hạ màn xuống. Rồi mời bạn nam. Chào Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh ơi. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Quý Linh Đôn, hiện tại em 27 tuổi. 27. Lê Quý Linh Đôn, 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu ạ. Xin mời bạn. Xinh xắn quá. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thùy Dương ạ. Em năm nay 25 tuổi. Em đến từ Tây Ninh ạ. Tây Ninh sao thấy nó giọng miền Trung? À, dạ đấy là giọng em giả đấy ạ. Ủa là sao? Vậy giọng thiệt em là giọng sao? Dạ, giọng thiệt em là giọng này ạ. Ồ. Thế em làm nghề gì? À, dạ hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình giả giọng tiếp luôn đi. Dạ chơi luôn ạ. Thì lý do tại sao lại ra giả giọng như vậy? À, giả giọng là một cái năng khiếu của em ạ. À, em có thể giả được nhiều chất giọng khác nhau. Em có thể hát, có thể vẽ và em còn có thể làm bánh ạ. Rồi hát luôn, làm khúc luôn. Dạ em xin hát một khúc của bài Say You Do ạ. Rồi. Là buồn là yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ này vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng. Nhưng chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Dạ. Bạn Nam ơi, bạn Nam có đáp lại gì không? Dạ em ca hát và giả giọng cũng được. Nhưng mà giọng thì... Nói chung là chỉ ca hát thôi. Ca hát đi. Em hát bài Em Trong Áo Tôi đi. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật rất hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn jean mình em áo dài. Duyên dáng giống như hoa kế bên thềm, ngàn hương không que sắc màu, ngàn đó hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Ôi gì được anh. Chất giọng này đặc biệt lắm á nha. Dạ em là hiện tại là đang làm nhân viên phòng, chuyên về ngành IT. IT. Dạ. Làm văn phòng thì rất nhiều cô gái xinh đẹp ở trong văn phòng. Thật ra thì công ty em phần lớn là người lớn tuổi luôn. Dạ đúng, em là trẻ nhất nhì trong công ty ạ. Dạ. Có trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ ba mối tình ạ. Còn bao nhiêu thì hình như là đơn, còn một số mối tình thì đơn phương rất nhiều lắm. Nhiều quá vậy, 27 tuổi mà nhiều mối tình vậy sao không tìm được người nào đi chung con đường với mình? Cũng do em, một phần là do người yêu của em phần đó, thì nói chung là cái gì qua rồi thì có thể cho nó qua đi ạ. Nhưng mà em có thể rút ra kinh nghiệm là tại do em một phần nào để khi mình có mối tình mới thì mình đừng có đạp lên những cái vết xe đổ đó nữa. Nhưng em cũng nóng tính luôn anh. Nóng tính là gì nữa? Nóng tính hay lãng trí hay quên, nên là đôi lúc là bạn gái đợi lâu rồi rất là nhiều. Là sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ chị. Trời đất ơi. Nghe bạn trai nói vậy đó, hẹn mà có thể là lãng trí quên tới tiếng đồng hồ mới tới thì em thấy sao? Cái này không được rồi chị ơi. Tính em là em không thích chờ đợi. Hẹn mà tiếng mà tới là chắc cũng phạt cái gì đấy. Dạ hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu rõ hơn, mình nói kỹ hơn một chút xíu về công việc của mình. Dạ việc của em là về quản lý chất lượng. Em làm trong siêu thị á. Thì khi vào thì em sẽ kiểm tra về chất lượng của sản phẩm đó có được đảm bảo hay không. Dạ. Như vậy thì mình tiếp xúc nhiều người lắm chứ em. Lý do tại sao mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ có thể là do công việc của em thì nó rất là bận rộn. Cả ngày thì chỉ kiểm tra về chất lượng sản phẩm, chỉ tiếp xúc với sản phẩm thôi, rồi tối lại về phòng mệt quá rồi lại ngủ. Ưu điểm của em thì nãy giờ chị thấy rồi ha, hội họa, ca hát, rồi giả giọng. Vậy còn cái khuyết điểm của mình hay cái tật xấu của mình? Dạ tật xấu của em là khi mà em giận lên rồi em không nói gì nữa hết. Em mặc luôn, em cứ im vậy đó. Vậy mình làm gì? Dạ cứ ngồi im ngồi chỗ như tự kỷ. Thì tốt nhất là đừng ai lại gần em hết. Ghê vậy hả? Dạ em cắn á. Bạn đã từng cắn ai chưa? Dạ chưa. Tại bạn bè em cũng có rút kinh nghiệm rồi nên thấy em vậy là cứ tránh xa em hết. Nếu mà bạn gái mà tự kỷ, ai nhào vô cắn á thì bạn sẽ xử lý thế nào? Em nghĩ thì lúc đó thì nếu được thì cứ cắn đi. Cứ để cho cắn luôn. Dạ. Cắn đau quá thì sao? Đau quá buông ra chứ anh sao anh? Mà tao không buông. Rồi đẩy ra cho anh. Bạn có tật xấu gì không? Dạ thì em thì khó tính, nóng tính.
Đôi chút cũng có một chút chút khó tính thôi. Mình muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn trai lý tưởng của em đó là biết quan tâm, chia sẻ và phải tôn trọng em. Sạch sẽ nữa chị, không có ở dơ. Ủa, bạn trai trước đây ở dơ lắm hả? Dạ không, có thể là do cái nghề nghiệp của em nó ảnh hưởng tới. Tại lúc nào, bên em là lúc nào cũng phải sạch sẽ đó. Nó ảnh hưởng tới. Dạ không anh, tại vì em dân thể thao nên là lúc nào mỗi ngày phải tắm từ 2 đến 3 lần. Bạn chơi thể thao môn gì? Em chơi đá banh và chơi gym. Rồi chơi lâu lâu thì em đi bơi. Mình thích cái bạn trai của mình có cái mẫu người lý tưởng không? Cái giống ai, cái hình tượng của mình không? Dạ, em thần tượng David Beckham. Em thích cái vẻ ngầu ngầu mà rất là cá tính của anh ấy. Đó chỉ là lý tưởng thôi ha. Nhưng dạ, mà ngoài dạ, đời thực mình bớt bớt xuống một chút đi ha. Dạ, em đưa cao cao rồi chị trả giá xuống bớt. Trả giá xuống bớt là có bớt đúng không? Dạ. Bây giờ trước khi mà tôi qua tôi xem mặt bạn nam nó giùm cho bạn nha. Thì bạn còn muốn dặn dò tôi cái gì nữa không? Không thích cái điểm gì hay thích cái gì hay cần cái gì nữa nói một lần cuối thôi. Em thích hút thuốc vậy. Rồi phải chung thủy. Dạ chào chị. Chào em. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ không vậy. Có chung thủy không? Dạ có. Tự nói không luôn. Cũng cao dữ ha, cao mét nhiêu? Dạ 1m84 chị. Hả? Đứng lên coi. Có nói thấp không? Dạ 1m84 chị. Cao dữ, anh Mười Linh đứng lên thử coi đúng không anh Mười Linh? Thôi đừng ngồi xuống hả chị? Cao dữ ta. Thích nhất bạn gái mình ở điểm nào? Thân hình cân đối. Cao 1m6 trở lên. 1m6 trở lên? Dạ. Đó nãy giờ mình quên hỏi cô bên này mét nhiêu à? Dạ em 1m5. 1m5. 1m5 được không? Cái này giống bên gì tên Thành Thành à? Thôi mệt. Dễ thương lắm cưng. Ủa cưng cao 1m5 thiệt hả? Dạ 1m54. 1m54 không sao, mình con gái mình mang dài cao lên cũng được. Dạ. Em sợ em đứng tới nách thẳng quá. Không, bạn bên kia dễ thương lắm. Được. Dạ em chào anh. Chào bạn. Trai lùng hơn mình mới lo chứ gái thì có sao. Dạ em cảm ơn anh, ai cũng nói vậy hết à. Ai cũng nói vậy. Nhưng mà mình cao lắm. Cao lắm anh. Ừ, 8 mấy rồi. Chắc em đổi từ 8 phân thành tấc. À, phải mang giày cao nữa đúng không? Dạ. Giống sao, tình yêu mà đồng gì có chuyện cao hay là tấp ở đây. Dạ. Quan trọng là hai trái tim đồng điệu với nhau thôi. Dạ. Bây giờ nghe bạn kia nói cảm nhận được gì chưa? Dạ hơi tê tê. Cái gì đâu tê. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Các bạn có 2 phút. Kéo màn. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Anh có món quà gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Mong là em thích nó. Đứng vô đo cái coi. Mà xứng đôi gì đâu. Dạ em cũng có một ít bánh em gửi anh ạ. À, cảm ơn em. Dạ có đau bụng thì liên hệ lại em. Như vậy em phải cho anh số chứ liên hệ được chứ. Dạ. Quà gì vậy, quà gì cho coi với thôi. Tò mò. Này này cho. Cái này khó gỡ. Coi tặng cho em nữa là thôi, em để về nhà em xem mình đi. Em thích kỹ lắm. Em có định là trong 3 năm tới thì em có dự định gì cho gia đình gì không? Ví dụ như là kết hôn hay là gì đó? À, dạ cứ mình quen trước đi anh rồi mình tìm hiểu. Rồi thấy hợp hay là tới lúc cần thiết á, tới lúc mà nó chín mùi rồi á thì mình tiến tới hôn nhân. Điều quan trọng nhất đối với em á, hiện tại là gì? Điều quan trọng nhất của em bây giờ đó là niềm vui. Cứ cái điều gì làm cho mình vui vẻ, thoải mái là em thích điều đó. À. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy ảnh cao quá. Thấy em cũng cao mà, đâu có thấp đâu. Tại có giày á, nhà em tới 8 phân rồi. Em đi mang guốc một tấc thì cũng đâu quan tâm đâu. Tại vì em cũng đâu cao hơn anh được. Không, không sợ thì cũng xứng đôi. Ví dụ như là nếu mình quen nhau mà gia đình anh phản đối á, thì anh là thế nào? Vậy thì cuộc sống của anh là do anh quyết định. Hồi xưa giờ là chứ ba mẹ nó không có can thiệp vào. Họ chỉ góp ý thôi. Dạ. Và đứng lên sau lưng anh thôi. Mỗi nhưng người mà... nói về nhau một câu nữa, tình cảm, cảm xúc. Em sẽ bấm. Vậy thôi, hết. Còn em thì sao? Chút là anh sẽ biết. Rồi, các em. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3 hai bạn nha. Mình có thể nắm tay nhau. Cảm giác sao em? Dạ. Cảm giác sao? Nó khó tả lắm. Khó tả. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em
Dạ em cảm ơn. Hy vọng rằng là hai em sẽ có được những cái giây phút riêng tư với nhau, dạ. Tìm được một cái sự đồng điệu với nhau, dạ. Và đi với nhau được một đoạn đường rất là dài. Và đến một ngày nào đó báo tin mừng cho tụi tôi biết. Rồi, dạ, chúc mừng hai em. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ.